trích từ tác phẩm Ngã Ba Con Voi. Tác giả H. Ba Hùng. Chiến dịch C-81. Chắc cũng có nhiều bạn quan tâm đến chiến dịch C-81, vì đã biết qua chiến dịch này khi đọc cuộc chiến tranh bắt buộc của Đại tá Nguyễn Văn Hồng đăng trong quân sư. Sư đoàn của Bắc Hồng đã tạo thành tích lớn toàn mặt trận vì lúc đó tôi nghe phổ biến truyền miệng là Sư đoàn 59, một phiên hiệu khác của Sư 309, là Sư đoàn Sơn Cước giỏi đánh địch vùng núi được phân công đảm nhiệm hướng tấn công chủ yếu của mặt trận đã hoàn thành nhiệm vụ, chiếm được nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Trận này tiểu đoàn 3 của trung đoàn 4 có tham gia chiến dịch trên hướng Nam Cao Mê Lai. Tôi xin kể lại một góc nhỏ của chiến dịch, vì toàn cục đã có hồng sư phụ kể rồi, xin phép sư phụ được múa rìu qua mắt thơ. Chiến dịch này dài ngày, tôi xin trích ra nhiều đoạn nhỏ để các anh em tiện theo dõi. Công tác chuẩn bị sau cái trận ta ca đó, chúng tôi trở về John Tomo được một thời gian ngắn, rồi lại có lệnh hành quân. Bấy giờ đang là thời điểm giao nhau giữa hai mùa mưa nắng, mùa mưa 1981 đang kết thúc và mùa khô 1982 đang đến. Chúng tôi lại đi về hướng nam, vượt qua một con suối sâu, nước cuồn cuộn. Tôi biết bơi chút đỉnh, nhưng chỉ là bơi trong hồ thôi, ra suối lớn nước chảy xiết, tưởng bờ tôi súng đeo vai, tay trái cầm bao ni lông bọc ba lô quần áo tay phải quạt nước bơi qua suối vừa hụt tầm chân đứng sức của nước đẩy tôi chới với xuống hạ lưu liền nhìn về phía hạ lưu dòng chảy tôi thấy rõ một hàng đăng bằng tre được răng sẵn ngang dòng nước để bắt cá đang chờ tôi có hai anh lính đứng dọc theo đường dây căng ngang suối để bộ đội phăng theo dây đó mà lội qua không anh nào với tới tôi dòng nước đang đẩy tôi xuống hạ nguồn xuống cái hàng đăng đang chờ sẵn bỗng dưng có bàn tay tay rắn chắc của một anh nào đó, đẩy tôi vào bờ. Chúng tôi tập kết bên kia dòng chảy, vắt đổ ướt, phơi phóng đồ đạc, nghỉ ngơi ăn uống. Hôm đó, chúng tôi vào một điểm cách tà cung crowd khá xa để ém quân, ăn uống cực khổ, thiếu thốn đủ thứ, nhất là thuốc hút. Được khoảng 10 ngày thì lui quân về John Thomo, sau này nghe anh em nói lại là do vướng cái suối sâu chặn đường hành quân. Nên mặt trận không triển khai chiến dịch vào thời điểm đó được, tạm thời rút chúng tôi về. Anh em nói sao biết vậy, chứ cái chiến dịch này được giữ bí mật lắm, đến cấp đại đội cũng không hề hay biết gì. Hôm đó là ngày 25 Tết, tôi nhớ rõ. Vì hôm đó tôi dắt trung đội đi truy quét trước đội hình đóng quân của tiểu đoàn ở John Tomo, cùng đi với chúng tôi có anh Dũng đại đội phó đi kèm. Đến trưa chúng tôi về đến nhà thì cả tiểu đoàn đã đột ngột kéo quân vào cốt tốt rồi, hậu cứ chỉ còn lại mấy bệnh binh mất sức ở lại trông coi. Chúng tôi vào cốt tốt, thì tiểu đoàn đã vào tà cuông. Hôm sau, chúng tôi vào tà cuông thì tiểu đoàn đã đi vào rừng rồi. Chúng tôi quanh quần ở tà cuông đợi lệnh, ra hồ tà cuông rửa giấy và đong nước vào bình tong, nước hồ vào mùa lạnh trong veo, từng đàn đỉa nghe hơi người lội tới lúc nhúc kiểu bơi của chúng hệt như kiểu bơi của người nhái mà ta thấy trong phim. Rửa mặt, đong nước bình xong xuôi, chúng tôi tà tà đi qua một căn lều trại giã chiến, đứng lại nhìn vào thì thấy mấy ông tướng tá mặt trận 479 đứng vây quanh bản đồ, chỉ trỏ, bàn luận hội ý ở đây. Vệ binh mang súng kẻ kẻ đứng gác xung quanh, dòm dòm, ngó ngó chúng tôi, chúng tôi thấy không tiện đứng đó lâu, làm ảnh hưởng kế hoạch hành quân của các sếp nên kéo nhau đi mà bàn tán rằng chuẩn bị có đánh lớn đây. Thực sự đến lúc đó chúng tôi cũng chưa biết là mình đang tham gia chiến dịch C81. Trừ 27 Tết, chúng tôi bắt kịp tiểu đoàn của mình, anh em đang đong nước vào bi đông và tất cả cái gì có thể đựng được nước để ra trận. Cả tiểu đoàn hành quân vào trận với súng đạn, gạo và nước rất nặng nề, chúng tôi mang theo nước uống rất nhiều bởi vì chúng tôi đang vào năm cao mê lai giữa cao điểm mùa khô khốc liệt. Ở đây chỉ có hai mùa. Nắng không có nước, còn mưa rừng lầy. Những câu thơ của Đại tá Văn Lê, nhà văn quân đội rất đúng với hoàn cảnh của chúng tôi lúc này. Vào trận đánh. Đường vào trận vậy mà lại, đẹp. Chúng tôi đang đi trên một con đường đất đỏ, sạch sẽ tinh tương, không giấu chân người, không vết bánh xe, không bụi bặm những hàng tre hai bên đường đan lại với nhau thành vòm che nắng chúng tôi, bóng nắng chiếu qua vòm lá thành những hình rằn di trên áo lính bạc màu sương gió. Hết rừng tre chúng tôi bước vào rừng dầu, tiếng ve rừng rền vang trong tiết trời cuối đông mát mẻ. Tiếng ve rừng kêu lúc liên tu bất tận, lúc im lặng nín thinh, dường như đang tuân theo sự chỉ huy của một vị nhạc trường quyền uy tột đình. Rừng chân trong lòng một con suối cạn, chúng tôi ngồi đó nghe tiếng máy thông tin vô tuyến điện rè rè liên lạc về sở chỉ huy chiến dịch đóng ở tà cung crow alo alo 201, 201. sáng 28 tết cơn sốt rét đầu tiên trong đời lính quật đổ tôi trên con suối cạn nam mê lai tôi nằm run rẩy trong lòng con suối đầy sỏi đá nước mắt tự động ứa ra cơn sốt đầu tiên đi qua rất mau rồi chúng tôi giàn quân vào trận đánh cũng như bất kỳ cuộc tấn công nào, Chúng tôi bình tĩnh đợi hiệu lệnh tấn công. Hiệu lệnh tấn công luôn luôn bắt đầu bằng pháo lệnh, căn cứ vào điểm nổ của loạt đạn pháo, chúng tôi dàn hàng ngang tiến vào trận địa. Chúng tôi chỉ nổ súng và hô xung phong khi nào thấy địch, thường thì địch bắn trước, vì nó yên, ta động nên nó phát hiện ra ta trước. Trận này chúng tôi không thấy địch nên không phải bắn và cũng chẳng phải hô xung phong. Đám lính post đã bỏ căn cứ mà tháo chạy ngay sau loạt pháo đầu tiên trung đội chúng tôi từ dưới suối sông lên và đặt chân lên căn cứ địch, không nổ súng và không đổ máu. Cái chúng tôi thu được đầu tiên trên căn cứ này là quả mìn định hướng Đại học 10, nó gióng vào hướng bờ suối, ngay chỗ trung đội chúng tôi mới từ đó sông lên. Nhìn quả mìn, tôi thầm nghĩ may mà địch chạy, nếu nó tử thủ ở đây chắc chắn chúng tôi đã thương vong nặng từ quả Đại học này. Phía sau quả Đại học là lán trải của bọn lính, chúng tôi thu được những bó cải khô. Đây là một loại cải giống như cải ngọt bên mình, nhưng nấu canh ăn hơi the đờ. Những bó cải này được lính cốt tăng ra sản xuất trong mùa mưa và phơi khô để ăn dần. Chúng tôi chốt giữ cái căn cứ này suốt mấy ngày Tết. Lính công binh C-18 tiến hành đào giếng và chúng tôi thu được một loại nước trắng nhờ nhờ như nước vo gạo. Nhờ vậy mà chúng tôi có nước nấu cơm và nấu canh với cái đám cải khô thu được của lính pot. Đại đội 13 được bố trí nằm ven trục lộ đất đỏ đây là con đường mà chúng tôi đã theo nó xuất kích hôm nọ. Tới đây nó vẫn còn chạy tiếp và đến một nơi nào đó tôi hoàn toàn không rõ. Chúng tôi bảo vệ tuyến đường này và hàng ngày có nhiệm vụ đi thông đường lên phía trước để bắt liên lạc với một lực lượng ở phía trên, không biết đơn vị nào, nhưng chắc chắn không phải là trung đoàn 4, vì tiểu đoàn 3 là đơn vị phát triển lên cao nhất trong đội hình trung đoàn. Tôi chỉ nhớ rằng cứ mỗi lần có tăng từ phía trên đi xuống thì tôi nghe tiếng súng họ bắn rất dữ dội vào hai bên rừng. Có một lần đi thông lộ lên phía trên bắt liên lạc được với họ rồi, lúc về ngồi trên thiết giáp M113, họ đi đội hình hai chiếc, không hiểu tại sao đại liên trên tăng vẫn cứ bắn xối xả vào hai bên rừng. Làm như vậy chắc là để chân áp lính post, không cho nó tiếp cận xả kích chăng. Đã có một xe vận tải hậu cần bị lính post phục kích bắn chúng tài xế sáng chạy thoát thân về tới đội hình chúng tôi, sau đó anh này bị phẫu cắt mất một cái chân. Nam Cao Mê Lai Chiều mồng ba Tết, chúng tôi được lệnh giang gạo để ăn đường, rồi hành quân truy quét suốt một loạt cao điểm dọc dãy Nam Mê Lai. Những ngọn núi trong dãy Nam Mê Lai không cao, thường chỉ khoảng một hai trăm mét. Chúng tôi đi hàng dọc lên những cao điểm có rừng cây thưa làm vật che khuất, lên đến đỉnh nhìn sang đất Thái thấy phía dưới nhà ngói đỏ lô nhô xe cộ di chuyển trên đường thành thơi, bình an vô sự. Chúng tôi đang hành quân truy quét trên những cao điểm thuộc phía nam phở Nôm Mê Lai, dọc theo biên giới Thái Lan. Chúng tôi không xâm phạm vào lãnh thổ của người Thái và hình như người Thái cũng không có động tĩnh gì chứng tỏ họ biết chúng tôi đang có mặt trên núi, đang nhìn ngó sang đất nước của họ. Đứng nhìn nhà cửa, xe cộ của họ chạy trên đường, tự dưng tôi có ý nghĩ đứng trên trái núi này, chỉ cần thả lòng người, chạy một hơi là xuống đến đất Thái rồi, bên đó không có mìn, không có giặc, chỉ có nhà tường ngói đỏ, có xe chạy ung dung trong cảnh thanh bình, tự nhiên chạy lòng tự nghĩ ở Việt Nam mình lúc này cũng còn đang Tết. Cái Tết âm lịch của người Việt xa xứ rất thiêng liêng, những ngày đầu tham gia chiến dịch C81 tôi chỉ lấy chuẩn thời gian là những ngày giáp Tết năm đó, 25 hành quân, 28 chiếm cứ địch, mùng 3 khởi hành đi truy quét Nam Cao Mê Lai qua dầm lại tiếp tục đi đánh cư. Trong thời gian này, mỗi ngày chúng tôi được tiếp tế một phát cơm và uống mỗi ngày một bi đông nước. Cơm và nước được vận tải từ trên lưng của bộ đội vượt núi băng rừng tới đây tiếp tế cho chúng tôi. Hành quân dài ngày trong chốn Lam Sơn chứng khí này, quân số hao hụt rất nhanh, lúc này trung đội của tôi chỉ còn bốn người. Một sáng sớm, trên một cao điểm nọ, chúng tôi đang hội quân và ngồi giải rác ở tiểu đoàn bộ chờ nhận nhiệm vụ tiếp theo trong ngày. Đài thông tin vô tuyến điện đang ra sóng liên lạc với sở chỉ huy tiền phương theo giờ hẹn định kỳ. Chúng tôi đang yên lặng chờ nghe tin từ cái đài vô tuyến nọ thì bỗng dưng nghe tiếng song nồi khua loảng xoàng dưới chân, nghe rõ tiếng chửi thề. Chơi me à run, đờ, em thằng Việt. Chúng tôi biết rõ đó là mấy thằng cốt bị động ổ đang rời nhà đi chỗ khác, tức mình nó vừa đi vừa chửi. Bình thường, nếu đang là đội hình hành quân và đang sung sức, như thời kỳ ở Sofia thì chỉ cần hô một tiếng, chúng tôi có thể đuổi theo truy kích, tiêu diệt bọn này nhờ yếu tố bất ngờ. Nhưng lúc này đang ngồi chờ lệnh và đang thiếu nước uống, thử hỏi chúng tôi thiết tha gì về chuyện đánh đấm nữa. Trong đầu tôi còn nghĩ tới viễn cảnh nếu mình bị bao vây thì chắc là chết khát, vì đây là đất địch, hậu phương ở rất xa, không thể nào chi viện kịp thời. Tư tưởng lớn gặp nhau, chỉ huy của chúng tôi có sản trong đầu về chuyện binh đao. Việc ai người đó làm chúng tôi cứ đi theo mệnh lệnh của cái đài vô tuyến mà mỗi lần đến giờ liên lạc, lính thông tin phải đeo anten leo lên cây cắm để tăng độ cao, rồi mới giả được sóng. Một buổi chiều trạng vạng nọ, trinh sát tiểu đoàn đang cắt đường lên núi tìm chỗ nghỉ thì đã phải mìn. Tối đó chúng tôi qua đại một quả núi kế chia đội hình ra kiếm chỗ răng võng nằm ngủ. Rồi chúng tôi không đi lang thang vô định theo cái đài vô tuyến nữa mà được cắm chốt trên một quả núi lớn đủ sức chứa bảy tám chục tay súng của tiểu đoàn. Vâng, cả tiểu đoàn giờ chỉ còn bấy nhiêu đó quân. Các đại đội bộ binh đóng ở lưng chừng núi, đại đội 13 đóng kế bên trung đội đờ cây Z của đại đội 14, phía dưới là tiểu đoàn bộ. Đây là một ngọn núi đất đá sen kẽ, có nhiều tán cây lớn, lá rụng đầy. Có đêm tối trời, nghe tiếng khua loảng xoảng loạt soạt, anh em bảo đó là tiếng lông nhím va chạm nhau lúc chạy trên lá vàng khô. Ở đây được một vài ngày thì thằng Cốt biết, nó bắn pháo vào đội hình chúng tôi nhưng không trúng, rơi ra phía sau lưng chúng tôi xa lắm. Tiểu đoàn hạ lệnh phản pháo, đứng gần đó tôi thấy rõ khẩu đờ cây Z-82 đặt trên vai chiến sĩ hỏa lực C-14 gầm lên, bay ra phía trước hồi lâu mới nổ. Đấu pháo qua lại cho có, chứ thật ra làm gì nhau, cỏ ỉa miệng ve, dễ gì mà trúng. Vào tọa độ chết. Rồi một đêm nọ, vào khoảng nửa đêm về sáng từ cái núi đá có con nhím chạy loảng xoảng đó chúng tôi xuất kích đánh một căn cứ của địch cái cứ điểm này được chấm trên bản đồ hành quân chứ thực sự chưa ai bước chân vào nghe lính tráng nói với nhau sở dĩ chúng tôi có chiến dịch này là do vệ tinh trinh sát của liên xô phát hiện họ thấy có căn cứ địch trên dãy nam cao mê lai nên cung cấp thông tin cho ta trinh sát ta phải luồn dừng cả tháng trời để nắm địch đó là tin của lính chúng tôi viết chuyện đời lính nên nghe sao nói vậy. Sau này, tôi đọc quyền hồi ký, cuộc chiến tranh bắt buộc. Của đại tá Nguyễn Văn Hồng thì biết rằng ông đã phát hiện ra khu căn cứ này khi ngồi trên máy bay trực thăng. Thế mới biết, thông tin của lính sáng tạo ra phong phú thật. Kế hoạch tác chiến được vạch ra cho trận đánh này là chúng tôi sẽ dùng mìn định hướng để thổi bay mìn của địch làm cửa mở xung phong. Đơn giản như, đang dờn, tôi trung đội phó, Phụ trách trung đội bốn người của mình, hỏa lực bao gồm một B-40, một trung liên APD và hai cây AK, đi đầu đội hình hành quân của tiểu đoàn. Riêng tôi đeo thêm một quả mìn Đại học 10, chiến lợi phẩm thu được của Bút, chúng tôi đi theo trinh sát tiểu đoàn tiến quân vào trận địa. Chúng tôi hành quân từ lúc nửa đêm dưới ánh trăng trung tuần tháng riêng. Dù đi trong địa hình rừng núi, nhưng ánh trăng vàng rực ấm áp hôm đó vẫn đủ sức chiếu sáng đường chúng tôi đi. Khoảng 4 giờ sáng thì đến điểm, đội hình chiến đấu dừng lại chờ trinh sát mở đường thì mìn nổ. Không biết ai chết, nhưng tôi biết có đồng chí Nghĩa, trung đội phó trinh sát tiểu đoàn bị thương, sau đó được đưa lên cáng thương và đi tiếp. Lần này, trinh sát mở đường từ hướng khác thì mìn lại nổ tiếp, đồng chí Nghĩa lại bị thương tiếp lần thứ hai. Sau trận đó, anh nổi tiếng khắp tiểu đoàn vì là người bị trúng mìn hai lần mà không chết. Anh này là dân thủ Đức nhập ngũ tháng 3 năm 1979. Hồi ở phung Sophie tôi và anh cùng trung đội của anh Thạch, tôi có nhắc tới anh trong câu chuyện nhỏ, bà mẹ cô gái anh thích thường đùa với anh, đưa me 10 cây vàng, me gả con gái cho. Sau trận đó, do mất sức chiến đấu, anh được đồng chí tiểu đoàn trưởng yêu ái phân công làm trợ lý tác chiến kiêm trực ban chuyên nghiệp. Từ ngày anh Nghĩa lên làm trực ban chuyên nghiệp, cánh cán bộ trung đội chúng tôi khỏi phải mất công ăn cơm đại đội đánh kẻng tiểu đoàn. Nói vậy chứ tôi thấy rõ tính ưu việt của chế độ cán bộ trung đội trực ban tiểu đoàn và tuần tự như vậy mà lên cao hơn nữa, hoặc cán bộ tiểu đội trực ban đại đội. Vâng vâng, nó có cái hay là tập cho cán bộ cấp thấp quen dần với công việc của cấp trên trong việc duy trì nề nếp sinh hoạt của đơn vị, để sau này khi hữu sự có thể lên làm lãnh đạo mà đỡ bị bỡ ngỡ, vì đã được tập làm chỉ huy từ trước người lính trinh sát cuối cùng. Trinh sát tiểu đoàn chỉ còn duy nhất một người là đồng chí tiểu đội trưởng Lê Văn Dô, nhập ngũ tháng 3 năm 1979, nhà ở phường 4, quận 1, phường Tân Định bây giờ. Anh này tôi nhớ rõ vì chúng tôi có nhiều duyên nợ trong trận đánh không thanh này. Trời dần sáng, lần thứ ba trinh sát được chỉ huy tiểu đoàn ra lệnh cắt rừng mở đường khác để đưa bộ binh vào trận. Tôi đang ở đầu hàng quân, thứ ba từ trên xuống, nghe rõ tiếng rừng núi truyền mình về sáng, nghe thấy đâu đây tiếng cười gằn của tử thần trong cánh rừng cây thâm u trước mặt. Và tôi thấy rõ đồng chí xô mặt tái mét đang từ dưới đi lên, anh xiềng niềng đi ngang qua người tôi, tôi còn né người qua để nhường chỗ cho anh bước tới. Mệnh lệnh hành quân của cả một hệ thống quân giai đang ép lên anh, người lính trinh sát cuối cùng. Chúng tôi đi rất chậm, cực kỳ cảnh giác, thưa ra cách nhau 10 mét, là mệnh lệnh hành quân được nhắc đi nhắc lại từ chỉ huy ở phía sau truyền lên phía trước. Có dấu bẻ cò. Trình sát Dô vừa cắt rừng vạch đường đi, vừa báo về phía sau là anh phát hiện có dấu bẻ cò. Đi trong rừng để đánh dấu đường đi, người ta thường bẻ quặt một cành lá trên đường mình đi qua. Cái dấu bẻ quặt đó, cánh lính chúng tôi gọi là dấu bẻ cò. Có dấu bẻ cò. Tôi vừa truyền lại câu báo cáo đó ra phía sau thì nghe bình một tiếng chát chúa tôi nghe một luồng hơi nóng và lá cây bay sạt qua rát mặt. Hai chiến sĩ của trung đội đi phía trước bỏ chạy ngay ra phía sau nói là bị thương. Ngay lúc đó, đại đội phó nông Tiến Dũng đi lên kêu. Hùng, lên phía trước xem sao. Tôi và anh thận trọng tiến lên phía trước. Lê Văn Dô chết tức thì ngay sau tiếng nổ, nghe tiếng bình chát chúa. Chúng tôi biết chắc chắn là anh đã vướng mìn cây pi 2 Cây pi 2 là loại mìn vướng nổ do Trung Quốc chế tạo, Mìn được gài bằng dây rừng hay bất kể dây gì miễn đồng màu với địa hình, Hễ bị vướng thì cái dây đó kéo cái chốt an toàn ra, kim hỏa đập vào hạt nổ, hạt nổ kích thích liều phóng, mìn phóng ra khỏi ống phóng, lên cao khoảng 1,2m thì phát nổ. Với tầm nổ này người bị vướng mìn chắc chắn vỡ tim, banh ruột chết ngay lập tức. Mảnh của nó còn văng ra xa, bán kính sát thương rộng, 10m, mét, 20m mét tiếp theo vẫn còn khả năng sát thương hai chiến sĩ trong đội của chúng tôi đã bị thương kiểu như vậy, do chúng tôi duy trì tốt khoảng cách, nên hai anh này chỉ bị xây sát chút đỉnh. Y sĩ tiểu đoàn băng bó sơ qua rồi bắt ra trận tiếp, không được về tuyến sau, vết thương ngoài da mà. Trước mắt chúng tôi, anh dô nằm bật ngửa, ruột đổ xuống đất. Tôi hai tay hốt ruột của anh nhét lại vào trong bụng, ruột đã đổ thì nó sổ và nở ra, nhét vào không hết. Tôi phải lấy cái nón cối của anh úp lên chỗ ruột, còn nằm bên ngoài ủ bụng. Anh Dũng đi chặt cây làm cáng, chúng tôi đặt anh vào võng thật gọn gàng, cột chặt dây võng vào cáng thương, để anh nằm đó chờ lệnh. Lối về đất mẹ. Đầu óc tôi ong ong vì hậu quả của tiếng nổ và vì căng thẳng, lúc này cả trung đội chỉ còn tôi và một đồng chí hỏa lực APD. AK đi trước, hỏa lực đi sau là nguyên tắc hành quân trên chiến trường. Vậy nếu đi tiếp thì tôi phải đi đầu đội hình, chết là cái chắc. Tôi đang là cái mũi nhọn duy nhất trên đầu của cả hệ thống quân giai. Tiểu đoàn chúng tôi đang chấp hành mệnh lệnh hành quân của trung đoàn. Nhận lệnh của trung đoàn thì tiểu đoàn lệnh xuống đại đội, đại đội lệnh xuống trung đội. Trung đội không còn ai nhận lệnh thì tôi phải trực tiếp thi hành cái mệnh lệnh đó. Đi tiếp chắc chắn là đá phải mìn. Cả trung đội trinh sát của tiểu đoàn 3 đã bị thương vong sạch sẽ. Vậy ai cắt đường dẫn quân vào trận? Đây là tình huống khó. Tất nhiên tình huống này theo hệ thống quân giai sẽ được báo cáo lên trên và lên trên nữa để xử lý. Thật lâu sau đó, chúng tôi được lệnh trở về cái núi đá nơi mình xuất phát hồi nửa đêm. Tạm thời để lại cái căn cứ nằm trong bãi mìn đó cho Pốt không biết thằng Pốt trong cái căn cứ đó có biết rằng những bãi mìn dày đặc của nó đã bẻ gãy một cuộc hành quân lớn của Việt Nam và loại bỏ hoàn toàn một trung đội trinh sát ra ngoài vòng chiến đấu không? Chắc là thằng Pốt không biết, nhưng lính tiểu đoàn 3 tham gia chiến dịch năm đó thì nhớ mãi trận đánh bất thành này. Cuối tháng 4 năm 2005 tôi ngồi bên mộ phần của Lê Văn Dô trong nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh thấy ghi ngày tháng năm hy sinh của anh là 31 tháng 12 năm 1982, ghi như vậy là không đúng. Anh Dô đã hy sinh vào một buổi sáng sớm mùa xuân năm 1982, trong khoảng thời gian mới qua rằm tháng riêng âm lịch được ít hôm, vì hôm xuất kích đó, trăng giữa đêm sáng lắm, sáng mãi đến, sáng. Trung đội bốn người của chúng tôi được phân công mang xác anh Dô. Cả tiểu đoàn về tới núi đá thì trời đổ mưa một cơn mưa đầu năm bất chợt. Chúng tôi nhờ trận mưa này mà có nước uống giải khát, có nước nấu cơm ăn bên cạnh cây xác của đồng đội mình và đêm đó chúng tôi đã ngủ ngay bên cạnh cây xác lạnh của anh. Nhờ uống nước cơn mưa trái mùa đó mà chúng tôi phục hồi sức lực. Hôm sau chúng tôi đủ sức cáng cái xác anh Dô đi đúng một ngày đường rừng núi mấp mô để mang anh về tuyến sau làm hậu sự. Xác của anh đã bốc mùi, chúng tôi chịu đựng cái mùi đó của anh không ghê tởm, không oán trách tôi còn nhớ người anh nhỏ gọn nên chúng tôi cáng anh không đến nỗi ẻ ạch lắm. Bước qua những gốc cây to đổ trong rừng, võng anh trượt trên thân cây và rồi tiếp tục lắc lư trên vai chúng tôi với cái mùi đặc trưng không lẫn đâu vào đâu được. Trời chập tối chúng tôi mới ra tới đường cái, đây là con đường đất đỏ mà chúng tôi thường đi tuần, con đường đã lấy đi của anh lính lái xe một cái chân. Không biết cái anh thương binh cụt chân đó giờ này ở đâu? Anh không biết tôi nhưng tôi biết anh qua câu chuyện lính trắng kháo nhau khi tỉnh dậy anh đã tức tối khóc lóc kể lể như thế nào khi thấy cái chân mình bị mất chúng tôi ngồi nghỉ trong một cái chốt ven đường đất đỏ của lính công binh không biết có phải là công binh C 18 trung đoàn 4 không điều này không quan trọng nhưng cái tôi nhớ nhất là những chén trà và điếu thuốc mà chúng tôi được thưởng thức trong cái chốt ven đường đó cái tình cảm tương thân tương ái của những người lính đối với nhau trên chiến trường tốt lắm anh lính đóng chốt luôn sẵn sàng chia sẻ với anh lính ngoài mặt trận, sẵn sàng đại anh những món ngon mình có sẵn. Trà và thuốc, nhất là thuốc lá là món chúng tôi luôn luôn thiếu thốn, luôn luôn thèm thuồng trong những chuyến hành quân xa. Chúng tôi bàn giao cây xác của anh Dô để tiếp tục truyền về tuyến sau ngay tại cái chốt công minh đêm hôm đó. Những cơn sốt rét. Chiến dịch chưa kết thúc, hôm sau chúng tôi quay trở lại cái núi đá có con nhím chạy loàng xoàng chốt ở đó một thời gian nữa rồi mới quay ra trở về cái căn cứ mà chúng tôi chiếm được hôm 28 Tết. Mấy ngày sau, từ cái căn cứ đó, chúng tôi lại tiếp tục đi truy quét. Chúng tôi đi ngược lại con đường đất đỏ, trở về hướng chúng tôi xuất phát hôm 27 Tết. Đi được một đoạn, tiểu đoàn dừng lại để trinh sát các đường rẽ vào rừng thì tôi lên cơn sốt mê man, tiểu đoàn để tôi nằm đó, vào rừng hành quân theo bản đồ tác chiến được giao. Tỉnh dậy, tôi quay trở về cây căn cứ của mình đi được một đoạn thì lên cơn sốt tôi ngã ra nằm trên con đường tôi vừa đi trước khi mê man tôi còn nhớ quay mũi súng về hướng đi của mình để lúc tỉnh dậy đi tiếp tỉnh dậy lần nữa dù đã cẩn thận quay mũi súng chỉ đường nhưng đầu óc tôi mê muội không biết hướng nào mà đi tôi cứ đi đại đi mãi thì đến chỗ ngã ba mà hồi sáng tôi nằm lại trước khi tiểu đoàn rẽ vào rừng vậy là sai hướng rồi uổng công tôi đi từ sáng đến giờ, mệt mỏi và kiệt sức, tôi bật ra mê man bên đường. Chính cái sức trẻ đã cứu tôi, nó dựng tôi dậy và đi một hơi trở về cái căn cứ của mình. Cái căn cứ mà chúng tôi chiếm được hôm 28 Tết, giờ đã là hậu cư đông vui của cả trung đoàn 4. Về đến hậu cứ thì trời đã về chiều, tôi ghé vào chốt của trung đội vệ binh đóng ở đầu cứ uống nước. Tôi được anh em cho thuốc uống rồi tôi đi tiếp đến điểm đặt hậu cứ của tiểu đoàn răng vóng dưới mấy bụi tre bên bờ suối cạn, lăn ra ngủ mê man mấy ngày đêm liền. Tôi còn nhớ đồng chí tí đại đội trưởng của tôi mới từ Việt Nam sang, lắc võng hỏi tôi cái gì đó, tôi cũng mê man ú ớ trả lời cái gì đó, khi tỉnh dậy thì đồng chí đã đi chiến trường rồi. Vậy mà sau đó tôi lại tỉnh dậy được, lại tiếp tục cùng tiểu đoàn đi lùng sục Nam Cao Mê Lai nữa và căn bệnh sốt rét ác tính lại quật ngã tôi một lần nữa trên con đường hành quân liên tục của tiểu đoàn. Bấy giờ đang là tháng 3 năm 1982. Có mùi cơm chín, hôi thật là hôi. Khi anh bị sốt rét nặng, anh sẽ ngửi mùi thơm của cơm chín ra mùi hôi và tất nhiên anh ăn không được. Tôi cũng vậy, tôi ngã ra võng nằm tiếc, ngủ cho đã, cho qua cơn sốt thì bật dậy thu võng quay về hậu cứ. Về đến hậu cứ trung đoàn, chúng tôi do bị bỏ lại chiến trường, không có giấy giới thiệu của đơn vị chủ quản nên không được nhập viện. Đồng chí nào đó đã phát cho tôi một vốc thuốc lớn để dành uống trị bệnh. Với vốc thuốc đó trong túi, tôi tự động trở về hậu phương của mình. Hậu phương của tôi là nhà Mê Linh ở tận Phung Sophie phía bắc lộ 5. Không hiểu bằng cách nào mà tôi xoay sở về được tới Phung Sophie cách đó hơn 20 số trong điều kiện sức khỏe tồi tệ, sốt rét ác tính, ngủ mê, ngủ mệt. Những ngày ở Sophie. Không biết các bạn sốt rét ra sao, chứ tôi sốt rét êm lắm. Thực ra khoảng tháng 10 năm 1979 lúc tôi học lớp hạ sĩ quan tại chân núi Sisophon, D30F5, tôi có bị sốt rét mấy ngày, sốt rất êm, nằm trong võng run cầm cập mà tai vẫn nghe mấy anh em ngồi uống nước tám đủ chuyện, mình nghe hết, nghe một anh bàn chuyện rủ nhau trốn học về nước nữa chứ. Xui cho anh này, muốn đi thì đi một mình đi. Dù dê cái gì mà để bề chuyện. Đại đội huấn luyện biết, báo cáo cấp trên, cấp trên cho vệ binh lùng bắt anh này, anh này được nhân dân Campuchia che chở, leo lên cây dừa trốn, dân biết, lính học trường hạ sĩ quan biết, mà vệ binh không biết, nên anh này lúc đó không bị bắt. Khi đại đội họp kiểm điểm, có anh nêu lên vấn đề, tôi là A trưởng trong lớp huấn luyện này, lính trong A chủ trương đào ngũ, tôi không báo cáo, không ngăn cản, thì tôi có khuyết điểm bắt tôi phải lên tường trình. Lúc đó, tôi đang lên cơn sốt, đang nằm võng thì bị mời lên họp, rét run cầm cập. Tôi nói thẳng, tôi đang bệnh, sức đâu mà nghe anh em rủ dê việc trốn học về nước, sức đâu mà ngăn cản. Thấy tôi bệnh quá, mấy xếp động lòng chắc ẩn cho về nằm nghỉ, không truy cứu phần trách nhiệm liên đới của tôi nữa. Cuối cùng thì cái anh đầu tiêu rủ dê anh em trốn học về nước cũng bị bắt, rồi đem thi hành kỷ luật chốt đỉnh cho bớt cái tật thầy lay thôi chứ chết chóc gì. Đó là cái sốt đầu tiên trong đời lính của tôi, nhưng nó êm quá là mình quên luôn, he he. Cái sốt tại Nam Cao Mê Lai đầu năm 1982 thì lớn chuyện. Ngày 28 Tết trước khi bước vào trận đánh căn cứ năm sấp của bốt thì tôi lên cơn sốt, nằm run rẩy trong con suối đá mà ứa nước mắt, nhưng giấu ả nghe, vì Tết, vì tuổi thân, vì thấy mình quá cực. Cơn sốt đó qua rất mau, chỉ mấy chục phút sau tôi đã bật dậy được, đi nhận vị trí xuất kích của đại đội giao, triển khai trung đội dàn hàng ngang tiến lên, rất thưa, cách nhau 10 mét một người, không như trong phim, lính cứ trộm đầu vào nhau, vì co cụm như vậy, địch nó bắn một phát B40 là chết chung. Cơn sốt trên con đường đất đỏ lúc tiểu đoàn rẽ vào rừng mới là nhớ đời, nằm bên lề đường, dưới cây nắng tháng riêng gay gắt mà không thấy nóng, mà ngủ say xưa, giao sinh mạng mình cho cỏ cây muông thú và lính bốt mà vẫn không sao. Về lại hậu cứ tiền phương của trung đoàn ở năm sấp lại lăn ra ngủ tiếp mấy ngày đêm, mê man tàn tịch, không ăn gì cả, có ai hưởng đâu mà lo cho mình cơm cháo, chỉ uống nước và uống thuốc thôi mà tỉnh lại được, lại theo đơn vị hành quân tiếp. Cơn sốt lúc tôi tỉnh dậy trong cánh rừng dầu ven đường đất đỏ cũng mê man tàn tịch mấy ngày đêm, cũng không than van, rên gì, không ăn uống, thuốc men gì cả vậy mà cắt cơn thì bật dậy thu võng quay về căn cứ. Về cứ, vì không có giấy nên không được nhập viện, thực ra nếu chúng tôi cứ nằm y ra đó thì cũng chẳng sao, lính mà, ăn đâu chả được, anh em hẹp hỏi gì cái miếng ăn. Chẳng qua là không có tiêu chuẩn nhập viện thì tụi này lấy cái cơ đó mà ra dân nằm thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ ấy náy một điều là nếu già dặn trường đời thì mỗi anh mang khoảng năm bảy cây di gạo phụ mẹ nuôi quân là ổn rồi. Gạo thì trong lính đầy, chúng tôi hành quân đeo ruột tượng gạo đầy óc nhóc oi nhói. Đi trong rừng chừng một hai ngày đường thì từ lính tới chỉ huy đổ hết phân nửa gạo trong ruột tượng đi cho nó nhẹ. Trong rừng chỉ khát nước thôi, hành quân dài ngày cực quá, bao tử lép kẹp rồi, ăn được bao nhiêu, chỉ thèm thuốc và khát nước thôi. Gạo lính đổ đầy đường, ai dám mở miệng la dày, của nó nó không ăn thì nó đổ thử hỏi một ngày ăn một vắt cơm nặng bao nhiêu gram gạo phum sophie lúc đó là đơn vị hành tránh cấp xã chính quyền mạnh có chuyên gia kẻ cặp và lính tráng bảo vệ nên rất an ninh tất cả bệnh binh và lính trốn trận đều lần lượt kéo nhau về đây nghỉ dưỡng tôi có một anh bạn tên hà phước tú nhập ngũ cùng đợt làm phiên dịch cho chuyên gia anh nói với tôi là anh được chỉ thị phải ghi chép tên tuổi lính bỏ về đây để sau này kỷ luật tôi nghe, nhưng mặc kệ, tôi không trốn trận, tôi bị bệnh bỏ lại chiến trường, tôi về đây vì ở đây tôi có mẹ nuôi chăm sóc, cho tôi ăn uống. Tôi nằm dưỡng bệnh tại nhà me lênh với mấy anh lính trẻ nữa, nhập ngũ sau tôi và không phải là lính tôi. Người đông, ăn uống tôn kém, nhà me lênh lại nghèo, tôi nghe cô cháu nội của me lênh nói với mấy anh lính trẻ là o ăn cô húp, hết gạo ăn. Tôi nghe rõ câu nói đó, nhưng không phản ứng gì đến nay tôi vẫn còn ân hận về sự vô tâm của mình mấy anh lính trẻ đó chắc chắn là nghe và hiểu rồi không biết có đi kiếm gạo cho me lênh nấu không tôi bệnh hoạn nửa mơ nửa tỉnh chỉ biết rằng tôi đã nằm ăn dưỡng ở nhà me lênh rất lâu chắc là hơn nửa tháng trời và đến nay tôi vẫn còn ân hận vì đã kéo thêm lính về ăn tàn ăn hại nhà me thực ra nếu hiểu đời lúc đó tôi có quyền đi kiếm hậu cần đòi tiêu chuẩn gạo của mình để mang về cho mẹ nấu cơm Lúc đó tôi có nghe anh em nói phong thanh là có cấp phát gạo cho lính nằm chờ đơn vị ở Sophie, nhưng tôi không biết là mình có đi lãnh gạo mang về cho mẹ không? Chắc là không, nếu có thì tôi đã không phải ái náy về cây câu o ăn cô hốp đó rồi. Qua khoảng 10 ngày mê man tỉnh thức thì vào một buổi sáng đẹp trời giữa, hoặc cuối, tháng 3 năm 1982 tôi thấy mình ngồi ở ngoài phung, bên hàng cây thốt nốt, trước mặt là đồng ruộng mênh mông. Tôi đang ngồi dưới cái nắng vàng rực rỡ, ấm áp, xung quanh trẻ trâu nô đùa, bò đang gặm cỏ, trên đầu là những chòm lá thốt nốt đứng lặng yên, chở che một người lính chiến xanh mết như tàu lá chuối vừa bước qua cơn bạo bệnh, đang ngồi sưởi nắng và làm bạn với trẻ trâu. Một cảm giác yên lành đến rung động lòng người, khiến ta tổn thức khi nhắc tới, chúng ta cứ sống thật thì sẽ có những rung cảm thật từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Với vốc thuốc của đồng chí K23 tốt bụng phát cho và sự tận tâm chăm sóc của Me Linh, tôi dần khỏi bệnh. Được tin đơn vị chuẩn bị trở về, chúng tôi lại kéo nhau vào Tà Cung Crow. Trước khi tôi về Tà Cung, Me Linh đã tặng tôi một tấm hình để làm kỷ niệm, đó là tấm ảnh mẹ cạo đầu mặc bộ đồ nữ tu màu trắng. Tôi giữ tấm ảnh đó cẩn thận, mãi đến năm 1996 nhà tôi bị cháy, cháy tiêu luôn tấm ảnh cùng tập nhật ký chiến sĩ cả những tờ bằng khen của quân đội cấp cho tôi cũng trở thành cho tàn. Lúc mẹ lên tặng tôi tấm ảnh, tôi không hề nghĩ đó là lần gặp gỡ cuối cùng của hai mẹ con tôi, tôi sẽ không còn dịp gặp lại mẹ. Nhưng mẹ là người già cả, mẹ hiểu, mẹ biết rằng tôi đã hoàn thành ba năm nghĩa vụ quân sự, chắc chắn là tới đây tôi sẽ về nước, khó có cơ hội gặp lại mẹ, mẹ đã tặng tôi tấm ảnh để làm kỷ niệm, để còn nhớ mẹ. Và tôi nhớ thật. Nhớ mãi đến bây giờ, cái nhớ pha lẫn bứt rứt, tôi nghĩ rằng đến nay mẹ không còn nữa, hoặc nếu còn thì cũng đã ngoài 90 rồi, tôi phải làm sao đây? Phải về thăm lại chiến trường xưa, thăm lại mái nhà xưa của bà mẹ nuôi của mình, như vậy mới phải đạo làm người. Bình luận Tài gạch dưới liên xin lỗi các bác tôi đọc chưa hết ri này nhưng đã đọc một số bài cuối của bác thượng sĩ tôi thấy lạ quá đơn vị hành quân chiến đấu phải có bộ phận phục vụ đi cùng đó là quân y, vận tải, nuôi quân vân vân. chiến sĩ bị sốt rét sao lại để một mình giữa rừng cho hồ nó tha vây. Bộ phận phục vụ đâu? Không tiêm, không cáng, không đưa về sau vân vân. Nếu không có thì anh em trong A, B dìu nhau cùng sống chết chứ. Lạ quá, tính mạng đồng đội trong quân đội cách mạng chứ phải đám tàn quân đâu. Chuyện về Phum Sophie thì đúng là quân hồi vô phèn. Tôi biết F5 rất có kỷ luật và đánh nhau cũng là đơn vị mạnh của quân khu 7 mà như thế thì quá lạ lùng. Hát ba hùng, vậy đó bác ơi, tôi nói xấu anh em, đơn vị mình làm gì? Thường nhau không hết, gặp nhau tay bắt mặt mừng, thế mà diễn biến cuối cùng của chiến dịch này ở cánh quân bên tôi là vậy đấy bác ơi. Hát ba hùng, gửi bác tay gạch dưới liên sần, nói cho công tâm, Tiểu đoàn ba chúng tôi về cuối chiến dịch mất sức chiến đấu là tại bệnh sốt rét của Cao Mê Lai. Tôi đi từ đầu đến cuối chiến dịch rồi bệnh hoạn thảm thương như vậy thì, bác thấy rồi. Vấn đề là công tác hậu cần bác ạ. À. Tràn 479, Cao Mê Lai là ổ sốt Z, 100% quân số vào đều bị sốt, thằng nào mà không sốt thì coi như. Chờ chết vì sẽ bị sốt ác tính, bộ cho đoàn bác sĩ vào nghiên cứu thì bác sĩ trong đoàn bị sốt ác tính chết sau này khi ơ hai cavt chốt tướng lê đức anh nghe báo cáo toàn e bị sốt la liệt mất sức chiến đấu liền đáp trực thăng thị sát trực tiếp và ra lịnh. bỏ cao mê lai ơ hai chôn hết gạo đồ hộp đạn dự trữ cắt rừng hai ngày rất díu nhau về ra tới ni mít tổn thất thêm hai mạng vì chết khát cả e phải uống nước tiểu của nhau để cầm cự mà đi hai người chết vì đã tiểu cho bạn uống tới phiên mình thì không thể tiểu được nữa để uống, may nhờ ở nhà cắt ra đón tiếp tế, chứ không thì. Hát ba hùng, cảm ơn anh đã thông tin những chi tiết đáng giá như vậy. Tôi viết chuyện này lấy khung cảnh ngã ba con voi làm trọng tâm câu chuyện cũng vì vậy. Nói tới cao mê lai là nói tới sốt rét và mìn, dân ca còn sợ, chỉ có bộ đội mình vì nhiệm vụ mà phải đâm đầu vào. trăm sáu 1960, vậy thì lính bốt ở vùng này ra nó được bọc một lớp sắt tây. Máu nó có pha sẵn liều lượng lớn thuốc ký ninh chống vi trùng sốt rét rồi mới chịu nổi để vận tải vũ khí qua ngả đó mà duy trì cuộc chiến. Chuyện lính ta bị bỏ rớt lại tuyến sau trên đường hành quân trên đất ca là chuyện nhỏ. CTVC tôi có lần đã nói với tôi, nếu không còn đi theo đơn vị được nữa cứ nằm lại, tao cũng đi hết nổi rồi. Ai ai cũng ốm đau sốt rét như nhau thì mạnh thằng nào thằng đó lo cho cái thân mình thôi trong hoàn cảnh đó thì có lẽ tình đồng hương sẽ giúp nhau được nhiều hơn tình đồng chí. Ngày ở 339 rút ra thằng đồng hương của tôi cũng sốt nhưng nhẹ hơn, chấp nhận tụt lại đi cùng bảo vệ cái thân tàn sốt cao 40-41 độ của tôi đi ra. Đơn vị và lãnh đạo các cấp không thể lo cho hết được cho cái đám lính đã kiệt quệ về sức khỏe. Phân tích như đơ cai gòn thì có lẽ là người lính chúng ta đang hành quân ngay trong cái thành phố Hồ Chí Minh và ở chính trong quận nhất chiến trường, đổ nát, bắn giết, bệnh tật, thiêu thốn và khó khăn trăm đường đồng đội ơi. Hà anh, he he, khu đó làm gì có địch, ta không sống được thì địch cũng như ta thôi. Đưa quân vào chốt những chỗ như thế là sai lầm của các sếp, bố trí lực lượng một cách máy móc. Kết quả là địch vẫn đưa được lực lượng luồn sâu vào nội địa, các đơn vị địa bàn phải căng ra mà đánh địch. Cuộc chiến ca sau này là cuộc chiến giành đất giành dân không có dân thì địch như cá nằm trên bờ, tốn biết bao xương máu của anh em mới nhận ra điều đó. Quyền khơ, bác Hạ Anh sai lầm rồi. Cao Mê Lai vào cuối năm 83 là căn cứ kháng chiến của chính phủ trung ương ba phái, chủ yếu quân của Pol Pot, lúc đó tả mốc tổng chỉ huy ở đó đấy bác à. Sư đoàn khét tiếng của Pot là sư 320 gồm 3 trung đoàn, 909, 709, 905 như sư anh hùng của Việt Nam, đóng ngay ở Cao Mê Lai, còn ba sư đoàn khác là 474 nằm phía tây Cao Mê Lai. Sư này cùng sư năm Việt Nam quẩn nhau suốt mấy năm trời đó, còn hướng Tây Nam có sư 101 Sam Lốp, Pêu Linh và một sư 415 nằm ở phía Nam. Sư 320 của Pốt là sư cơ động đấy bác Hà Anh ơi. Tràn 479 ơ ờ, hai cavt chọn nhau tơi bời với post ở cao mê lai chứ sao không có địch lúc lịnh rút quân cả e phải bí mật chôn gạo đồ hộp đạn dự trữ các vị trí chôn phải đánh dấu trên bản đồ để sau có dịp đào lên đội hình ngậm tăm rút quân cắt rừng từ sáng tới chiều thì toán quân đi đầu phát hiện đội hình đi cuối thì ra trinh sát dẫn đường né các bãi mìn quá nhiều nên đi lòng vòng lại phải ngừng nghỉ đêm anh em căng tăng hứng xương liếm lát cho đỡ khô miệng sáng sớm đi tiếp chiều mới bắt liên lạc được với bộ phận ở Nimit ra đón tổng kết tổn thất sau đợt rút quân không ai hy sinh vì chết khát từ lúc gặp các chú quân hàm xanh te tua ở cà tum năm 1978 sau đó biết ơ hai ở Nimit mình có cảm tình với mấy cha CAVT sau này đổi thành bộ đội biên phòng lúc đó mang tiếng ca mang quân hàm xanh mà cũng te tua như mình Cao mê lai khắc nghiệt nhiều cái, mùa khô không có nước, đường tiếp tế xa bị phục liên tục, sau này tiếp tế toàn bằng trực thăng, là ổ vi trùng sốt rét nên lịnh bỏ là vì không thể đảm đương nổi chứ không phải, không có địch. Tại gạch dưới liên sần, cao mê lai tôi chưa đến, quy đờ ba có ép người đánh ở đó nhưng khi ép năm rồi ép người đánh tả xanh bị rồi, e tôi từ xiêm Điệp được điều lên đánh chiếm tả xanh, tức sóc sau đó đi lùng sục tận biên giới Thái. Trèo lên những ngọn núi cao hàng ngàn mét, đói, khát, sốt rét vâng vâng, là chuyện thường tình nhưng tôi vẫn không hiểu nổi cách tổ chức hành quân mà bỏ rơi lính của 479 như vậy. Những lúc đó là vai trò của từng người chỉ huy chứ không phải là đồng hương giúp nhau như A.B.I.N.S.Y.E.N.196 không nói. Nếu cứ đồng hương giúp nhau thì các A sẽ không còn lính vì người đơn vị này chạy sang đơn vị khác để giúp đồng hương, lấy đâu ra lính để đánh nhau. Có lẽ tôi vẫn không hiểu khi mọi người đều hiểu là lúc đó kỷ luật của các đơn vị đã bệ dạc theo tình hình chung chăng. Vẫn biết đó là vùng sốt rét nổi tiếng, đề tôi cũng bị gần hết nhưng bọn cốt thì sao hả các bác? Hát ba hùng, chắc là cũng vậy, khó người khó ta. Lính cốt ở hướng này đúng là anh hùng của khơ me đỏ đó bác. Vậy mới khó chơi, ta mốc là tay chơi thứ thiệt, xứng danh hổ tướng một thời. Tràn 479 sau này lúc thăm lại Phôn, dân có nói lại năm 90, sau khi bộ đội Việt Nam rút quân, lính ba phái tiến chiếm đến tận Phôn, chúng làm chủ Phôn ba ngày, lính Bắc Hình đem tăng lên mới chiếm lại được, hình như có lính, bộ, của Bắc Hình đánh phụ Quyền khơ, năm đó em cũng có nghe, đâu hình như cũng có quân mình, từ hướng Lào qua, đánh xong rút liền thì phải. Vô và nhà. Định viết tiếp bên Pravihia nhưng đọc bài của hát ba hùng và anh em cứ nghĩ miên man và không thể viết tiếp được một điều gì đó cứ mơ mơ hồ hồ một bác hát ba hùng so sánh cuộc chiến tranh bgtn và kccm là không đúng với thực tế hoàn cảnh nó khác nhau hoàn toàn trong CCM việc anh em ta khi hy sinh nằm lại trận địa là điều dễ hiểu ta đánh chúng và phải rút nhanh chứ không thì tổn thất nhiều hơn nữa khi trọ học ở quy nhơn tôi đã từng chứng kiến cảnh lính ngụy đem xác của anh em đặc công ta đánh kho đạn đèo son cầu đôi phơi giữa chợ tháp đôi gần nơi bác phong quảng và ts một chụp hình khi ở quy nhơn nay thuộc khu vực ba phường đống đa bác quyền là đồng đội vẫn phải đứng nhìn anh em mình nằm như vậy bác quyền sau giải phóng là chủ tịch đầu tiên của phường đống đa và chiến tranh bgtn xảy ra liệu cấp chỉ huy nào dám để anh em lại trận địa hay không dù có hy sinh thêm vẫn phải chấp nhận đưa anh em ra cho bằng được. Lính trinh sát thì điều này là cơm bữa. Trường hợp liệt sĩ vô danh của BGTN là chuyện hy hữu. 2. Chuyện không có giấy của đơn vị chủ quản, không cho nhập viện. Chuyện này nói như đùa. Anh em chúng tôi trên đường công tác bị thương, bị sốt cũng vào các bệnh xá trong toàn sư đoàn, thậm chí vào cả bệnh xá của đoàn 5504. Ngay cả bệnh xá của một đơn vị kiêu cây 7 nằm trên đường 12 giáp với Rovien Bravihia mà chúng tôi còn vào được, huống hồ chi là lính trong một trung đoàn. Một điều gì đó qua ngỡ ngàng. Bi nhiên 1960. Thời sau này tôi may mắn về rồi, phát chết nên không biết gì thêm cho những cuộc chiến sau 83. Thời chúng tôi bên đó từ thẳng lính đến SQ đều lục thum hết, dân lứa sơ rộng cho mấy báng súng hộp máu mồm ra dân địch thì bắn quẻ chân chuyện nhỏ, còn lính bốt thì banh ngọp không cần biết lý do và không cần báo cáo báo mèo ai hết. Thế mới biết sau này bên đó cũng phiền phức quá nhỉ. Ở trong cùng một e mà phải giấy tờ này nọ như vậy thì quả là khó hiểu. Lính mình ốm đau về tới đâu mà gặp viện của những đơn vị khác cũng phải cứu chữa chứ. Điều này tôi chưa từng nghe khoảng tháng 8.79 khi một e của QD2 rút về Việt Nam chi viện cho phía Bắc về bằng máy bay ở sân bay Pukhonong, đầu sư 320 thì phải e nào tôi không nhớ. Ngày mai về nên đêm nay giao lại vũ khí hết trừ SQ có sung ngắn, anh em mắc võng nằm trong rừng che gai bên đường rất đông cách chúng tôi khoảng 5 km. Đêm đó địch dùng một trung đội đánh vào, anh em ta không có vũ khí nên chạy giạt qua bên chúng tôi. Nửa đêm nghe tiếng súng lục đục hướng đó khoảng 30 phút thấy có mấy ông chạy vào cứ xe tôi nhờ chi viện giúp. Đơn vị đi tác chiến vắng hết chỉ còn năm thằng tụt tạt chúng tôi. Liên lạc với đê cũng không có mà có thì trên đê cũng chẳng có mấy ai toàn loại tụt tạt ốm đau cả. Vậy trong tình huống này tôi cũng ngồi im chờ giấy hay lệnh của đê tôi thì mới qua chi viện cho họ sao? Chúng tôi đã tổ chức ngay qua chi viện gấp, vũ khí vét hết dao cho anh em cùng qua đánh. Thôi thì thê thảm luôn, nhìn anh em chỉ còn một ngày nữa về mà phải bỏ xác nằm lại nơi đây ứa nước mắt, những ba lô chật căng đồ lồng cổng bên bờ ruộng bụi tre thôi thì, khỏi cần nói thêm. Chẳng hiểu ông tướng nào của kêu đờ NBVN đã chỉ huy cho quy 2 rút kiểu đó nữa. Rất nhiều điều khó hiểu trên chiến trường nếu không muốn nói rằng vô cùng khó hiểu. Đờ cai tôi thấy chuyện bác Hùng không có giấy giới thiệu của đơn vị nên không được nhập viện cũng không quá khó hiểu. Nhập viện là nằm viện K23 của E đi nữa thì cũng phải có giấy của giới thiệu của D để làm chứng từ thanh quyết toán vì ít ra cũng phải nằm cỡ tuần lễ. Có trường hợp sốt rét đi viện tôi thấy đi cả tháng mới về. Còn vào một hai bữa tôi nghĩ không có vấn đề gì đối với viện như ý các bác nêu. Có chăng trong trường hợp bác Hùng, mấy cha ở K23 qua máy móc không biết xử lý thế nào theo các bác thì xử lý thế nào, nhưng cũng theo bác Hùng là cũng được cho cả nắm thuốc về tự uống đấy thôi. Chuyện nằm viện thì cũng có phức tạp đấy, có ông ra viện còn cạo xưa giấy ra viện, dù về nhà, ở TP, cả tháng mới trở lại đơn vị, và cũng còn nhiều tiểu xảo khác nữa. Có lẽ mấy cha ở viện máy móc và cảnh giác thế thôi. Tàn chiến cuộc Về tà cuông Crown, chúng tôi nhận địa điểm bố trí của đơn vị mình, đóng cọc, chải tăng ni lông ra làm vật chứa rồi đi xách nước trong hồ tà cuông đổ vào chuẩn bị sẵn sàng để anh em về nấu cơm nấu nước phục vụ anh em quân tiền tuyến trở về từng đoàn từng đoàn nước hồ ta cuông cạn trơ đáy bùn xình lầy lội nổi lên không đủ nước để sử dụng nhiều đơn vị phải cho xe tải lên phía trước chờ nước về dùng thế là có chuyện chiều hôm đó ra đường đất đỏ đứng ngóng đơn vị của mình thì tôi thấy một xe chờ nước chờ tới xe này vừa bị lính post phục kích bắn B-40, lái xe đã bình tĩnh chạy thoát về tạp cuông. Tôi thấy rõ ràng, hai anh lính đứng trong thùng xe tải, cong lưng, vận sức kéo từ phi nước ra, một xác lính bị gãy gập làm đôi và bị nhấn lọt thỏm vào phi nước. Anh này đã lãnh nguyên một trái B-40 vào người và sức đẩy của trái đạn này đã nhận thẳng cánh anh vào thùng phi chứa nước luôn, loại phi xăng 220 lít. Tổn thất nhân mạng của chiến dịch C-81 tạm gọi là kết thúc ở đây, sau cái chết của người chiến sĩ đi lấy nước lúc tàn chiến cuộc, Tiểu đoàn của chúng tôi cũng về tà cuông Crown ngày hôm đó chỉ với mấy mươi tay súng tàn tả vì thiếu ăn, thiếu uống, bệnh hoạn. Các đơn vị tham gia chiến dịch C-81 lần lượt rút khỏi tà cuông, riêng tiểu đoàn tôi thì còn nán lại tại đó một thời gian để bảo vệ cái phung này. Đầu mùa mưa 1982 Tà Cuông Crow đã trở thành một căn cứ hậu cần lớn của Trung đoàn 4. Trước đó, tôi thấy từng đoàn xe tải lần lượt chở gạo, chở đạn đến chất đầy có mọn trong chùa Tà Cuông, diêm đạn được chất tràn cả ra khoảng đất trống phía sau chùa. Đợt vận tải kết thúc thì mùa mưa 1982 cũng chính thức bắt đầu. Ghi chú, Phung Sophie ở phía bắc lộ 5, cách lộ 5 khoảng 6 km còn Crowd ở sâu trong Nam lộ năm hơn 10 km. Xem bản đồ Google Maps thì Crow bây giờ lớn lắm. Cứ dò sâu trong Nam lộ năm đoạn từ Sisophon Binimith thì thấy.